Diễm Thi và Trang Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ năm ngày 8 tháng 5 với một số tin tức đáng chú ý. Philippines bắt giữ tàu cá và ngư dân Trung Quốc ở Biển Đông. Thêm một trường hợp tử vong vì bệnh sởi ở Hà Nội. Kính thưa quý khán thính giả, Trung Quốc hôm qua nói có 11 ngư dân Trung Quốc nghi là đã bị những người có vũ trang bắt giữ tại khu vực đang tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Tân Hoa Xã nói tàu của những người này đã bị chặn lại bởi những người có vũ trang gần bãi trăng khuyết thuộc quần đảo Trường Sa vào hôm thứ Ba, nhóm người có vũ trang đã bắn súng cảnh cáo lên trời trước khi bắt giữ cũng theo tân hoa xã thì một tàu cá khác của trung quốc đang đánh bắt gần đó đã chạy thoát trung quốc đã cho hai tàu ra tìm kiếm nhưng không thấy tung tích của tàu cá bị bắt giữ cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát Philippines thông báo đã bắt giữ một tàu cá của Trung Quốc với 11 người tại khu vực gần bãi Trăng Khuyết trên biển Đông vào hôm thứ ba. Phát ngôn viên cảnh sát quốc gia Philippines cho biết những người này sẽ bị cáo buộc tội vi phạm lệnh cấm đánh bắt trái phép sau khi người ta tìm thấy khoảng 500 con rùa trên chiếc tàu bị bắt giữ. Người phát ngôn bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm qua cho biết phía Trung Quốc đã cử người đến hiện trường và Trung Quốc cũng đã yêu cầu phía Philippines thả những người này cùng con tàu. Trung Quốc khẳng định bãi trắng khuyết thuộc chủ quyền của mình và thúc giục phía Philippines ngừng ngay cái mà họ gọi là hành động khiêu khích. Trở lại với phần tin trong nước, thưa quý vị, Việt Nam vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do sởi tại bệnh viện Bạch Mai Hà Nội và hôm qua, đưa con số tử vong do sởi tại Việt Nam lên đến 134 ca. Theo thông tin từ cục y tế dự phòng Bộ Y tế, trong ngày hôm qua, cả nước đã ghi nhận thêm 49 trường hợp mắc sởi. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã có hơn 4.100 ca mắc sởi tại 62 trên 63 tỉnh, thành phố. Bộ Y tế xác định đến ngày 7 tháng 5, tỷ lệ tiêm vaccine sởi trên phạm vi toàn quốc đạt hơn 91%. Hôm qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã thành lập 8 đoàn kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống bệnh tay chân miệng, sởi và xuất xuất huyết tại các tỉnh, thành phố trọng điểm năm 2014. Các đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, thành phố và kiểm tra thực tế triển khai kế hoạch và các hoạt động đáp ứng phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Về tình hình Ukraine, biến chuyển được lưu ý nhất là phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa đưa ra chỉ cách ít giờ đồng hồ trước đây ở Moscow, cho biết binh sĩ Nga đã rút khỏi những vị trí đóng quân nằm dọc theo biên giới với nước Đông Âu láng giềng, đồng thời còn kêu gọi những người thân Nga cư ngụ ở miền đông Ukraine ngưng tổ chức trưng cầu dân ý với ngày Chủ nhật tuần này. Ông Putin đưa ra phát biểu này khi tiếp với ông Tổng thống Thụy Sĩ kiêm Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu và tức khắc được xem là quyết định mở đường để giải quyết căng thẳng đang xảy ra giữa Nga với Hoa Kỳ và EU về vấn đề Ukraine. Trong bản tin đánh đi từ khi ác, hãng thông tấn Reuters cho hay các thủ lĩnh của lực lượng thân Nga tại đông Ukraine nói là nội trong ngày hôm nay họ sẽ quyết định là có tuân theo lời kêu gọi của ông Putin hay không. Trước đây, thành phần này dự tính tổ chức trưng cầu dân Ý để đạt mục tiêu là tách ra khỏi Ukraine và sát nhập vào Nga, tương tự như cư dân Crimea đã làm. Vẫn theo Reuters, một viên chức NATO nói là chưa thấy dấu hiệu để có thể xác nhận là binh sĩ Nga đã rời khỏi những vị trí họ đang đóng quân dọc theo biên giới với Ukraine. Và sau cùng, thưa quý vị, gần một nửa số người Nam Hàn được hỏi cho biết họ không quan tâm đến việc giúp chi trả các khoản chi phí tài chính lớn cho việc thống nhất hai miền Triều Tiên. Một cuộc điều tra được Bộ Thống nhất Nam Hàn công bố cho biết như vậy vào ngày hôm qua. Theo điều tra, thì 72% trong số 1.001 người được hỏi cho biết họ ủng hộ việc thống nhất hai miền. 46% số người nói việc thống nhất nên từ từ thay vì nhanh chóng. Có đến 43,3% số người được hỏi cho biết họ không muốn chia sẻ gánh nặng chi phí cho việc thống nhất nước khoảng 54% số người nói sẵn sàng đóng góp chi phí và chỉ có 22% số người được hỏi nói sẽ bỏ ra hơn 48 đô la cho một năm để gánh vác chi phí này. Cuộc điều tra được tiến hành bởi trường đại học quốc gia Seoul thông qua một công ty điều tra được thực hiện từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 16 tháng 12 năm ngoái. Thưa quý vị, hồi năm ngoái, Bộ thống nhất Nam Hàn ước tính việc thống nhất hai miền sẽ tốn tối đa là 7% GDP cho mỗi năm của Nam Hàn, cho một khoảng thời gian là kéo dài đến 10 năm, với giả định việc thống nhất xảy ra vào năm 2020. Điều này có nghĩa là Nam Hàn sẽ phải trả khoản 83 tỷ đô la cho một năm cho 10 năm cho một quá trình thống nhất hòa bình. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ afa tiếngviet net Nếu bị tương lưỡng ngăn chặn, quý vị vào địa chỉ á châu do .info. Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.afa.org. Diễm Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt quý vị.